Mình xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Thì mình đi lên nhà ông anh mình lúc trước mình có quay mấy cái clip bán bò với chó chó ngao ý mọi người. Đó là nay anh bán chó hết rồi, anh chuyển qua nuôi bồ câu. Mình lên anh cho mình khai hướng phân đó. Mình sẵn mình quay mấy cặp bồ câu của anh cho mọi người xem luôn. Đó, với lại anh nuôi mà giờ anh bán quán cà phê á nên anh nuôi nó hôi quá, anh tính chuyển qua cua Thái. Đó giờ mình quay cho người xem mấy cặp bồ câu của anh, thì ai có mua thì liên hệ với anh, hoặc ai có cua Thái thì giao lưu với anh cũng được. Bây giờ mình sẽ quay cho người xem nha. Đây là mấy cặp bồ câu của anh là mọi người, anh mới nuôi được 7 cặp. Đó là bữa mình đi lên trên chú Đạt đặt lồng là gặp anh lên lấy lồng luôn á, đặt chung chỗ mình luôn. Lồng ở đây thì anh đặt sâu 50 cao, ý sâu 60 cao 50 ngàn mét. Anh nuôi mới nuôi được 7 cặp à. Anh đặt 12 ô lồng. Đó, nhưng mà giờ đi phân hôi quá nên anh chuyển qua nuôi cua Thái. Mấy cặp này là sinh sản hết tại luôn rồi đó. Này là mon này. Đang đẻ đang ấp. Nên làm lưới giống mình tính làm đó mọi người, mua lưới này để cho nó im chân á. Màu này mình kiếm cái bò gì nữa, mình nói thay gửi xám gì đó, tại nó trắng mà nó bông bông xám xám, tại vì màu đen bên đây á, trắng đen đây thì màu thay gơi nè. Đang ấp đó cặp đầu tiên. Ai chúc mình để số điện thoại ở phần mô tả với bình luận nha. Thì anh em nào có mua thì liên hệ để anh báo giá, chứ này của anh mình cũng không biết giá cả sao nữa. Còn đây cái cặp mon này màu màu mắm nè. Nó tự nuôi ra luôn con này. Anh mới nuôi chưa có chim vú để nó tự ấp tự nở luôn. Hai trứng mà đập mớp hình trứng còn trứng à. À. Tự nuôi con luôn. Bự nó bự mà tự nuôi luôn. Đập cái ghê rồi, con này miếng trống này chắc máy quá thì trống quá. Để mình để rồi giữ nó giữ gà thôi, mình dắt con vô cho nó đập chúng con nữa. Cặp dưới đây cũng ngon luôn nè. Cặp này thì chim tơ mới đẻ lứa hai. Mấy cặp này là bao đẻ hết. Mấy cặp trên thì bao cầu, chứ cặp này tơ thì chưa có bao cầu, nhưng mà bao đẻ. Lên đây cặp mon một pho nữa. Cặp này cũng đang đẻ, đang ấp nè. Cho tự ấp hết, chứ anh đâu có vú đâu. Lúc trước anh tưởng đâu nó không có hôi anh thích anh mua về nuôi, nhưng mà giờ hôi quá, sợ quán cà phê bán cà phê mà hôi quá tại lại người ta chê hôi á, nên giờ anh bán. Cặp này thì anh nói một con trắng là banh Mỹ, một con đen là banh EU, nhưng mà cái này nó cũng không đặc mọi người, nó hơi nhỏ con với lại không gấu lắm. Cặp này mới đẻ chưa, chắc chưa đẻ quá, thấy có ổ không biết đẻ chưa nữa. Không thấy nằm trong ổ thì mình không biết. Gặp trên đây King Tiger, cặp này cũng đang ấp này. Lên cầu luôn, anh nói lên cầu hai trứng luôn, giữ cho đâu. Con này không mang, con này mái vậy, mái nó cũng mà nhỏ, con trống nằm nhỏ giữ ghê. Chỗ này lúc trước anh nuôi chó nè, mình bán chó hết rồi. Bên đây thì hầu lòng trống với để con cặp à, này cặp kinh đen nè, con trống siêu to luôn, nhưng mà con mái thì nó không được bự lắm, trống bự lắm, trống khổng lồ luôn.
Nhìn trống hết hồn chứ, trống bự hơn trống dưới nhà mình đó. Không biết cặp này đẻ đó, không biết lên cầu chưa mà không biết. Dạ dữ quá. Tổng cộng mình có bảy bảy cặp, 1 2 3 4 4 cặp mon, 2 cặp kinh, 1 cặp con bên Mỹ với con bên EU. Rồi mọi người mua thì cứ gọi cho anh để anh báo giá nha. Mua mua hết thì có giá tốt. Đó là thôi mình ngày kết thúc tại đây nha. Mọi người xem thích hãy là dẫn chương trình hòa mình. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.